Thưa quý vị, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tán đồng chủ trương kiểm soát cử tri của Ohio. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai 11 tháng 6 đã làm sống lại một chủ trương gây tranh cãi của tiểu bang Ohio là gạch bỏ tên của nhiều cử tri vốn không bỏ phiếu thường xuyên ra khỏi danh sách cử tri của tiểu bang. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện ra phán quyết đồng ý với chủ trương này của Ohio, với cả 5 lá phiếu của các chánh án bảo thủ. Chánh án tự do Sonia Sotomayor công kích quyết định này của tối cao Pháp viện mà bà mô tả đã tước quyền bỏ phiếu của các nhóm cử tri thiểu số và người Hoa Kỳ có lợi tức thấp của Ohio. Tố cáo Pháp viện như thế đã đảo ngược một phán quyết trước đây của một tòa án cấp dưới cho là có chủ trương của Ohio đã vi phạm một đạo luật liên bang vào năm 1963, vốn tạo điều kiện dễ dàng cho chuyện ghi danh bỏ phiếu của công dân. Việc phủ nhận không cho nhiều cử tri ghi danh bầu cử trong một tiểu bang có quyền truyền thống cộng hòa mạnh mẽ như Ohio bị cho là đã xóa bỏ quyền ghi danh bầu cử của nhiều ngàn cử tri dân chủ, vốn hiện diện trong thành phần các sắc dân thiểu số và gia đình lợi tức kém. Họ có khuynh hướng ủng hộ các ứng cử viên dân chủ. Tiểu bang Ohio cho biết hành động này là nhằm biến cho danh sách các cử tri được cập nhật hóa, lấy bớt ra tên những cử tri đã qua đời hay di dân qua các tiểu bang khác sinh sống. Theo chủ trương của Ohio, nếu một cử tri có ghi danh nhưng không bỏ phiếu trong 2 năm, họ sẽ nhận giấy báo yêu cầu phải xác nhận muốn tái ghi danh. Nếu họ không trả lời và cũng không bầu cử trong vòng 4 năm sau đó, các cử tri này sẽ bị gạch tên.